Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 19, phẩm thập hạnh thứ 21. Người tu đạo phải y theo Phật trí để tu hành, đây là năng y. Thập hạnh là sở y chiếu 10 hạnh môn để tu hành. Thập hạnh tức là thập độ. Bồ Tát phải tu hành thập độ, pháp môn Ba La Mật. Khi công đức viên mãn thì mới chứng nhập ba bậc hiền: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Sau đó chứng nhập 10 bậc thánh, thập địa. Những gì là thập hạnh? 1. Hạnh hoan hỷ, bố thí. 2. Hạnh nhiêu ích, trì giới. 3. Hạnh vô vi nghịch, nhẫn nhục. 4. Hạnh vô khuất nhiễu, tinh tấn. 5. Hạnh ly si loạn, thiền định. 6. Hạnh thiện hiện, bát nhã. 7. Hạnh vô trước, phương tiện. 8. Hạnh nan thắng, nguyện. 9. Hạnh thiện pháp, lực. 10. Hạnh chân thật, trí. 10 phẩm hạnh này là dạy người tu đạo tu như thế nào, dụng công như thế nào. Phẩm này là phẩm thứ 21 trong 80 phẩm của Kinh Hoa Nghiêm. Bấy giờ Bồ Tát Công Đức Lâm, nương thần lực của Đức Phật, nhập vào tam muội Bồ Tát tư duy. Sau khi nói xong phẩm kệ tán trong cùng dạ ma ở trước rồi, lúc đó chủ thuyết pháp hội thứ tư của Kinh Hoa Nghiêm, Đại Bồ Tát Công Đức Lâm, ngài nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nhập vào tam muội Bồ Tát tư duy. Công tức là lập công, tu hành phải lợi ích cho tất cả mọi người, đây gọi là lập công. Đức tức là âm chất, nghĩa là lợi ích cho người mà không mong người biết. Do đó âm chất đức hạnh, nói tóm lại, làm những việc lành không muốn người biết, làm những việc ác mong muốn người biết. Tại sao? Vì có cơ hội sửa đổi lỗi lầm, trước hết phải lập công, công hạnh viên mãn thì mới có đức hạnh. Vì công đức nhiều như rừng cây thụ lâm, cho nên gọi là Đại Bồ Tát Công Đức Lâm. Đại Bồ Tát Công Đức Lâm rất khiêm nhường, chẳng có tâm lý cống cao ngã mạn. Cử chỉ hành động của ngài hết thảy công đức đều hướng về Phật hoặc hướng về pháp giới chúng sinh. Trước khi nói pháp thì trước hết nói nương oai lực của chư Phật mới có thể nói pháp, đây là biểu thị chẳng có tâm kiêu ngạo. Ngài chẳng nói như vậy: các vị xem, tôi Bồ Tát Công Đức Lâm, hay tu hành, hay thuyết pháp, hay nhập định. Ngài tuyệt đối chẳng có tư tưởng như thế. Chúng ta người tu đạo phải hướng về Bồ Tát Công Đức Lâm mà học tập, phải làm cho bằng ngài, đừng có hành vi ngã mạn. Tam muội Bồ Tát tư duy tức là vào thiền định tốt nhất. Cảnh giới nói trong Kinh Hoa Nghiêm đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn, đều là mẹ của tất cả định. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội Bồ Đề chẳng rời khỏi tòa ngồi, ở trong định mà đi đến 6 nơi: điện Phổ Quang Minh, cung trời Đao Lợi, cung trời Dạ Ma, cung trời Đâu Xuất, cung trời Tha Hóa, rừng Thệ Đa, diễn nói diệu pháp của bộ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này. Vào tam muội đó rồi, mỗi phương trong 10 phương, ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, có chư Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, đều đồng danh hiệu là Công Đức Lâm, hiện ra ở trước, nói với Bồ Tát Công Đức Lâm rằng: lành thay Phật tử, ông vào được tam muội Bồ Tát tư duy này. Bồ Tát Công Đức Lâm vào tam muội Bồ Tát tư duy rồi, mỗi phương trong 10 phương, trải qua ngoài các cõi Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, danh hiệu của các ngài đều là Phật Công Đức Lâm. Các ngài đồng thời đều hiện ra ở trước Đại Bồ Tát Công Đức Lâm, khác miệng cùng lời nói: lành thay Phật tử, ông từ lâu đã tu lục độ vạn hạnh, mới vào được định Bồ Tát tư duy. Thiện nam tử, đây là mỗi phương trong 10 phương, chư Phật đồng danh hiệu, nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, cùng gia bị cho ông, cũng là nguyện lực, oai thần lực, thuở xưa của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, và sức căn lành của các Bồ Tát, khiến cho ông vào được tam muội này để diễn nói pháp. Chư Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật lại nói: thiện nam tử, đây là nhà mỗi phương trong 10 phương, các đức Phật Công Đức Lâm nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, các ngài cùng đến gia bị cho ông, khiến cho ông vào được tam muội này, cũng là nguyện lực và đạo oai thần lực thời xưa của thành tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, cùng với hết sức căn lành của các Bồ Tát tu hành, khiến cho ông và được tam muội Bồ Tát tư duy, để vì chúng sinh dễ nói diệu pháp thập hạnh. Vì tăng trưởng Phật trí, vì vào sâu pháp giới, vì biết chúng sinh giới,
vì chỗ vào không trở ngại, vì chỗ hành không chướng ngại, vì được vô lượng phương tiện, vì nhiếp lấy tất cả trí tánh, vì giác ngộ tất cả các pháp, vì biết tất cả các căn, vì hay thọ trì dễ nói tất cả các pháp. Đó là phát khởi 10 thứ hạnh của Bồ Tát. Đại Bồ Tát Công Đức Lâm dễ nói tất cả các pháp, nguyên nhân là vì khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng Phật trí, vì khiến cho tất cả chúng sinh vào sâu pháp giới, thấu rõ tánh pháp giới, vì khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch triệt để cảnh giới của tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh vào chỗ cảnh giới không chướng ngại, vì khiến cho tất cả chúng sinh tu hành chẳng có chướng ngại, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vô lượng pháp môn phương tiện, vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp lấy tất cả trí tánh, vì khiến cho tất cả chúng sinh hay giác ngộ tất cả các pháp thật tướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh biết căn tánh của tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh hay thọ trì dễ nói đạo lý tất cả các pháp thật tướng. Vì 10 nguyên nhân này cho nên dễ nói pháp môn thập hạnh của Bồ Tát. Thiện nam tử, ông nên nương ngoại thần lực của Phật mà dễ nói pháp này. Bấy giờ chư Phật liền ban cho Bồ Tát Công Đức Lâm trí không ngại, trí không chấp trước, trí không gián đoạn, trí không thầy, trí không ngu si, trí không đổi, trí không mất, trí không hạn lượng, trí không thắng, trí không giải đãi, trí không đoạt lấy. Tại sao? Vì sức của tam muội này là pháp như vậy. Vô số vô lượng Phật Công Đức Lâm lại gọi một tiếng: Thiện nam tử, hiện tại ông phải nương đại oai thần lực gia bị của 10 phương tất cả chư Phật và Tỳ Lô Giá Na Phật, pháp thân của Phật Thích Ca mà diễn nói diệu pháp thập hạnh không thể nghĩ bàn. Lúc đó Phật Công Đức Lâm nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật đều đến giờ đầu Đại Bồ Tát Công Đức Lâm để gia trì cho ngài, ban cho ngài trí huệ viên dung vô ngại, lại ban cho ngài trí huệ không chấp trước, lại ban cho ngài trí huệ không gián đoạn, lại ban cho ngài trí huệ không thầy mà tự thông, lại ban cho ngài trí huệ không ngu si, lại ban cho ngài trí huệ không biến đổi, lại ban cho ngài trí huệ không mất, lại ban cho ngài trí huệ không hạn lượng, lại ban cho ngài trí huệ không giải đãi, lại ban cho ngài trí huệ không đạt lấy. Tại sao chư Phật phải ban cho Đại Bồ Tát Công Đức Lâm 10 thứ trí huệ này? Vì đây là sức lực của tam muội Bồ Tát tư duy, cho nên chư Phật phải đến gia trì cho Đại Bồ Tát Công Đức Lâm, ban cho ngài những đại trí huệ này. Bấy giờ chư Phật đều duỗi tay phải ra giờ đầu Bồ Tát Công Đức Lâm, thì Bồ Tát Công Đức Lâm liền tự định mà dạy bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử, hạnh Bồ Tát không thể nghĩ bàn, đồng với pháp giới hư không giới. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát học theo chư Phật ba đời mà tu hành. Lúc đó chư Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, Phật Công Đức Lâm, mỗi vị Phật đều duỗi tay phải ra giờ đỉnh đầu Bồ Tát Công Đức Lâm. Đây là nghi thức chư Phật gia trì cho Bồ Tát Công Đức Lâm, khiến cho ngài đắc được trí huệ. Bồ Tát Công Đức Lâm nhờ chư Phật giờ đầu rồi, bèn từ tam muội Bồ Tát tư duy mà dạy đối với tất cả Bồ Tát trong Pháp hội Hoa Nghiêm nói rằng: Các vị đệ tử của Phật, hạnh môn của Bồ Tát tu hành thật là không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả, đồng với 10 pháp giới hư không giới. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo phải học theo pháp môn tu hành của ba đời tất cả chư Phật. Phật tử, những gì là hạnh của Đại Bồ Tát? Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 hạnh mà ba đời chư Phật đều nói. Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: Gì là hạnh môn của Đại Bồ Tát tu hành? Các vị mọi người biết chăng? Lại gọi một tiếng đệ tử của Phật: Đại Bồ Tát phải tu hành 10 hạnh môn này. 10 hạnh môn này chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai, các ngài đều tuyên nói. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, cho nên hy vọng mọi người chú ý lắng nghe. Nếu bỏ lỡ cơ hội, chẳng dụng tâm để nghe, như gió thoảng qua tai, thì sau này hối tiếc không kịp nữa. Những gì là 10? Một là hạnh hoan hỷ, hai là hạnh nhiều ích, ba là hạnh vô vi nghịch, bốn là hạnh vô khuất nhiễu, năm là hạnh vô si loạn, sáu là hạnh thiện hiện, bảy là hạnh vô trước, tám là hạnh nan đắc, chín là hạnh thiện pháp, 10 là hạnh chân thật. Đó là 10 hạnh. Những gì là 10 hạnh môn? Tức là: 1. Hạnh hoan hỷ, pháp môn bố thí của Bồ Tát tu chẳng những tự mình hoan hỷ mà cũng khiến cho chúng sinh hoan hỷ. 2. Hạnh nhiều ích, pháp môn trì giới,
của Bồ Tát Tu đều là lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đạt được ấm no và đầy đủ. Ba, hạnh vô vi nghịch. Pháp môn nhẫn nhục của Bồ Tát Tu chẳng trái ngược với mình, cũng chẳng trái ngược với chúng sinh. 4. Hạnh vô khuất nhiễu. Pháp môn tinh tấn của Bồ Tát Tu cũng chẳng khiến cho mình khuất nhiễu, cũng chẳng khiến cho chúng sinh khuất nhiễu. 5. Hạnh vô si loạn. Pháp môn thiền định của Bồ Tát Tu, thân tâm chẳng điên đảo vì có định lực, nên hạnh chẳng loạn. 6. Hạnh thiện hiện. Pháp môn bát nhã của Bồ Tát Tu thấu rõ pháp thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã, và hiểu rõ pháp xuất thế là thường lạc ngã tịnh. 7. Hạnh vô trước. Pháp môn phương tiện của Bồ Tát Tu có cảnh giới xử lý chẳng trì trệ, dùng phương tiện khéo léo để độ chúng sinh. 8. Hạnh nan đắc. Pháp môn nguyện của Bồ Tát Tu là đại nguyện, đại hạnh, đại từ, đại bi, độ khắp chúng sinh. 9. Hạnh thiện pháp. Pháp môn lực của Bồ Tát Tu có trí huệ lực mới thực hành tất cả pháp lành, có lực ngu si thì muốn làm tất cả pháp ác. 10. Hạnh chân thật. Pháp môn trí của Bồ Tát Tu, lời nói, việc làm đều chẳng hư vọng, tất cả đều chân thật. Đây là 10 hạnh môn của Bồ Tát Tu, cũng là 10 pháp tiêu chuẩn của người tu đạo. Mọi người thực hành thì mọi người đều là Bồ Tát. Phật tử, những gì là hạnh hoan hỷ của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát Công Đức Lâm tự hỏi, tự trả lời, tự đề ra vấn đề rồi tự mình trả lời. Cho nên lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: các vị có biết hạnh hoan hỷ của Đại Bồ Tát tu chăng? Hiện tại tôi nói cho các vị nghe, xin hãy chú ý lắng nghe. Phật tử, Bồ Tát này làm đại thí chủ, phàm là tất cả đồ vật thầy đều đem bố thí. Phàm là Bồ Tát tu hạnh hoan hỷ, phải là một vị đại thí chủ đem tất cả của cải tài vật của mình bố thí hết cho những chúng sinh cần, bất cứ là ngoại tài, đất nước, vợ con, hoặc nội tài, đầu mắt, tủy não, ngài đều bố thí không sẻ tiếc. Do đó, tam luân thể không, nghĩa là chẳng có người bố thí, chẳng có người nhận, cũng chẳng có vật thí. Tư tưởng như vậy mới là chân bố thí. Bố thí có bố thí tài, tu phước, bố thí pháp, tu huệ, bố thí vô ý, ba thứ. Phàm là người tín ngưỡng Phật giáo đều phải làm được việc bố thí để công đức đó không thể hạn được. Tâm của Bồ Tát bình đẳng, chẳng có sèn tiếc, chẳng mong quả báo, chẳng cầu tiếng tâm, chẳng tham lợi dưỡng, chỉ vì cứu hộ tất cả chúng sinh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh. Vị Bồ Tát này tu hạnh hoan hỷ, tâm của ngài bình đẳng, chẳng có phân biệt ta người. Do đó, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, đem hết thầy tài vật, chẳng phân biệt đó đây, chẳng phân biệt thân sơ, thầy đều bình đẳng bố thí cho người cầu xin. Bố thí rồi, tuyệt đối chẳng sinh tâm hối tiếc và tham sẻn, cũng chẳng có tư tưởng xả một được vạn báo, cũng chẳng hy vọng có quả báo tốt, cũng chẳng mong cầu có tiếng tăm, càng chẳng tham xí đồ được người khen ngợi hoặc cầu lợi dưỡng của người khác, chẳng có tư tưởng không chánh đáng, xả bỏ ít mong được nhiều, hoàn toàn xả mình cứu người, khiến cho chúng sinh lìa khỏi biển khổ, đắc được an vui thường lạc ngã tịnh. Tại sao Bồ Tát muốn bố thí? Vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh cho nên bố thí, nhưng không tham cũng chẳng mong cầu. Bồ Tát vì học tập sự tu hành xưa kia của chư Phật, ghi nhớ hết sự tu hành xưa kia của chư Phật, ưa thích sự tu hành xưa kia của chư Phật, thanh tịnh sự tu hành xưa kia của chư Phật, tăng trưởng sự tu hành xưa kia của chư Phật, trụ trì sự tu hành xưa kia của chư Phật, hiển hiện sự tu hành xưa kia của chư Phật, diễn nói sự tu hành xưa kia của chư Phật, khiến cho các chúng sinh liều khổ được vui. Bồ Tát bố thí vì muốn học tập hạnh môn tu hành xưa kia của mười phương ba đời tất cả chư Phật, vì hồi niệm nghĩ nhớ hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì ưa thích hạnh môn tu hành xưa kia của tất cả chư Phật, vì thanh tịnh hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì tăng trưởng hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì trụ trì hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì hiển hiện hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì diễn nói hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khổ được vui, vì lợi ích tất cả chúng sinh, Bồ Tát mới tu pháp môn bố thí. Bồ Tát hy sinh lợi ích của mình để vì chúng sinh mưu hạnh phúc. Tinh thần đại từ đại bi như vậy thật là vĩ đại.
Do đó, kiến hiền tư tề, tế bậc hiền phải nghĩ làm cho bằng họ. Chúng ta thọ giới Bồ Tát thì nhất định hướng về Bồ Tát mà học tập, nghĩ làm cho bằng Bồ Tát thì mới không hổ thẹn là đệ tử của Phật. Phật tử Đại Bồ Tát tu hạnh này thì khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ ưa thích, tùy theo các cõi nước trong mười phương, nơi nào bần cùng khốn khổ thì do nguyện lực mà sinh về nơi đó, để làm nhà hào phú giàu có của cả châu báu vô tận. Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu tập hạnh môn hoan hỷ, là vì khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, tâm ưa thích, tùy theo cõi nước chư Phật trong mười phương, nơi nào bần cùng khốn khổ thì Bồ Tát vì nhờ nguyện lực thuở xưa mà cam tâm tình nguyện đến chỗ đó, làm nhà hào phú giàu có, đem của cải vô cùng vô tận bố thí cho mọi người nghèo khổ, tuyệt đối chẳng có tư tưởng tham sèn. Giả sử ở trong niệm niệm có vô lượng vô số chúng sinh đến chỗ Bồ Tát bạch rằng: Thưa Ngài, chúng tôi nghèo khổ thiếu thốn, chẳng có tài vật để nuôi sống, đói khát khốn khổ, mạng sống chẳng an toàn, xin nguyện từ bi thương xót bố thí thịt nơi thân Ngài cho tôi, để cho tôi được ăn, để duy trì mạng sống. Giả sử ở trong niệm niệm đều có vô lượng vô biên chúng sinh đến chỗ Bồ Tát, bèn thưa với Bồ Tát rằng: Nhân giả đại từ bi, chúng tôi rất bần cùng khốn khổ, chẳng có vật chất nuôi dưỡng thần mạng, cho nên chúng tôi ốm yếu như cây củi, chúng tôi sắp chết mất, mạng sống chẳng còn bao lâu, xin nguyện nhân giả từ bi thương xót lóc thịt trên thân Ngài bố thí cho chúng tôi được thức ăn để duy trì mạng sống. Không biết nhân giả có bố thí được chăng? Tâm trạng của Bồ Tát tất cả vì người chẳng vì mình, xin Ngài hãy bố thí. Bây giờ Bồ Tát liền bố thí, khiến cho họ hoan hỷ, tâm được đầy đủ. Lúc đó Bồ Tát tu hành hạnh hoan hỷ, nghe được chúng sinh cầu xin như thế, lập tức lóc thịt trên thân của mình bố thí cho chúng sinh, khiến cho họ đầy đủ sở cầu như nguyện mà sinh tâm hoan hỷ. Thuở xưa khi Đức Phật Thích Ca tu hành Bồ Tát đạo thì đã từng xả thân cứu hổ đói, lóc thịt cho chim ưng. Đây tức là tu hạnh hoan hỷ, khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, ý được đầy đủ. Như vậy vô lượng trong ngàn chúng sinh đều đến cầu sinh thịt, Bồ Tát chưa từng sinh tâm thối chuyển khiếp sợ, chỉ càng tăng trưởng tâm từ bi, do đó chúng sinh đều đến cầu xin. Bồ Tát thấy vậy lại càng hoan hỷ, bèn nghĩ như vậy: Tôi được lợi lành, những chúng sinh này là dụng phước của tôi, là bạn lành của tôi không cầu không thỉnh, mà họ đến dạy tôi vào trong Phật Pháp. Này tôi nên tu học như vậy, không trái với tâm của tất cả chúng sinh. Chúng sinh nhiều vô lượng vô biên trăm ngàn như vậy, đều đến chỗ Bồ Tát, cầu xin thịt của Bồ Tát. Bồ Tát tu hạnh hoan hỷ tuyệt đối chẳng tham sèn, thảy đều lóc thịt bố thí, làm mãn nguyện chúng sinh. Bồ Tát chẳng những chẳng sinh tâm thối chuyển và tâm khiếp sợ, ngược lại tăng thêm tâm từ bi. Vì nguyên nhân đó, cho nên chúng sinh đều đến cầu xin thịt nơi thân Bồ Tát. Bồ Tát thấy vậy càng vui mừng, nghĩ như vậy: Tôi đắc được lợi ích căn lành, những chúng sinh này đến làm dụ phước cho tôi, tăng trưởng phước báo cho tôi. Họ là thể lành của tôi, là bạn lành của tôi, là thiện tri thức của tôi, cũng không cần tôi thỉnh mời họ, mà họ tự động đến chỗ tôi, dạy tôi tu hạnh hoan hỷ, khiến cho tôi vào sâu trong Phật Pháp. Hiện tại tôi nên tu học tập như vậy, không trái với tâm yêu cầu của tất cả chúng sinh, nhất định khiến cho chúng sinh được đầy đủ. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: Nguyện hết thảy căn lành của tôi đã làm, đang làm, sẽ làm, khiến cho tôi thuộc vị lai nơi tất cả thế giới, trong tất cả chúng sinh, thọ thân rộng lớn, dùng thịt thân đó làm no đủ tất cả những chúng sinh đói khổ, cho đến nếu có một chúng sinh nhỏ chưa được no đủ, thì tôi nguyện không xả bỏ mạng sống, thì trên thân lóc ra cũng chẳng cùng tận. Vị Bồ Tát này lại tưởng niệm như vậy: Nguyện căn lành mà tôi đã làm trong quá khứ, căn lành mà tôi đang làm trong đời này, căn lành tôi sẽ làm thuở vị lai, nhờ những căn lành đó khiến cho tôi trong tất cả thế giới thuở vị lai, ở trong tất cả chúng sinh, biến hóa ra thân rộng lớn, dùng thịt trên thân đó bố thí cho tất cả chúng sinh đói khổ, khiến cho đều được no đủ. Cho đến nếu có một chúng sinh nhỏ
con kiến hoặc côn trùng chưa được no đủ, thì tôi nguyện lóc thịt tôi cho họ ăn mà chẳng xả bỏ mạng sống. Thịt trên thân tôi lóc rồi lại sinh ra, vĩnh viễn chẳng cùng tận, đem thịt vô cùng vô tận thân tôi để duy trì vô cùng vô tận mạng sống của chúng sinh. Đem căn lành này nguyện đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn. Nguyện các chúng sinh ăn thịt thân tôi cũng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, được trí bình đẳng, đủ các Phật pháp, rộng làm Phật sự, cho đến vào vô dư niết bàn. Nếu một chúng sinh tâm chẳng đầy đủ thì tôi quyết không chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát tu hạnh hoan hỷ, đem căn lành này nguyện đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng được Phật quả không sinh không diệt. Ngài lại phát nguyện cho tất cả chúng sinh, nếu ăn thịt của tôi thì họ cũng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đắc được trí huệ bình đẳng, đầy đủ pháp của chư Phật chứng được, rộng làm Phật sự, cho đến tương lai vào nơi vô dư niết bàn. Niết bàn có ba thứ: một, hữu dư niết bàn là cảnh giới chứng được của hàng nhị thừa; hai, vô dư niết bàn là cảnh giới của Bồ Tát chứng được; ba, cứu kính niết bàn là cảnh giới của chư Phật chứng được. Nếu như có một chúng sinh tâm chẳng đầy đủ thì tôi nguyện quyết không chứng được Phật vị chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát lợi ích chúng sinh như vậy mà chẳng có tưởng nghĩ cái ta, tưởng nghĩ chúng sinh, tưởng nghĩ các cõi, tưởng nghĩ mạng sống, tưởng nghĩ đủ thứ, tưởng nghĩ Bồ Già La, tưởng nghĩ về người, tưởng nghĩ Ma Nạp Bà, tưởng nghĩ người làm, tưởng nghĩ kẻ thọ. Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh mà nhẫn thọ tất cả thống khổ, tuy nhiên lóc thịt thân mình bố thí cho chúng sinh, nhưng chẳng có 10 thứ nghĩ tưởng. Một, tưởng nghĩ cái ta. Bồ Tát chẳng nghĩ như vậy: chúng sinh này là tôi giáo hóa, là tôi độ thoát. Ngài chẳng có tư tưởng chấp trước như thế. Hai, tưởng nghĩ chúng sinh. Bồ Tát chẳng những chẳng có tưởng về cái ta, mà cũng chẳng có tưởng nghĩ chúng sinh, chẳng nói tôi độ được bao nhiêu chúng sinh, công đức lớn bao nhiêu. Ngài hành sở vô sự, nhận rằng là trách nhiệm và sự nghiệp của mình. Ba, tưởng nghĩ các cõi. Bồ Tát chẳng tưởng nghĩ về ta, người, các cõi hay khởi sinh tử. Bốn, tưởng nghĩ mạng sống. Bồ Tát cũng chẳng nghĩ như vậy: tôi đối với chúng sinh đặc biệt từ bi, thậm chí tôi cứu mạng sống của chúng sinh. Năm, tưởng nghĩ đủ thứ. Bồ Tát cũng chẳng tưởng nghĩ tất cả hết thảy công đức. Sáu, tưởng nghĩ Bồ Già La. Bồ Già La là tiếng Phạn dịch là số thủ thú, tức cũng là đếm lấy các cõi đi đến sáu nẻo luân hồi, chẳng lúc nào nhả mỏi. Bồ Tát cũng chẳng nghĩ như vậy: tôi làm việc này tương lai sẽ sinh về cõi đó, sẽ có ích lợi gì. Bồ Tát chẳng tính toán như vậy. Ngài quan sát loài chúng sinh nào độ được thì Ngài vào đó để độ. 7. Tưởng nghĩ về người. Người là loài linh trong vạn vật, hay làm tất cả đại bát nhã. Bồ Tát chẳng có tưởng nghĩ về người. 8. Nghĩ tưởng Ma Nạp Bà. Ma Nạp Bà là tiếng Phạn, dịch ra là nho đồng, tức là thiếu niên có học vấn. Bồ Tát chẳng có tưởng nghĩ về nho đồng. 9. Tưởng nghĩ người làm. Bồ Tát chẳng tưởng nghĩ có tay chân hay làm được. 10. Tưởng nghĩ kẻ thọ. Bồ Tát chẳng có tưởng nghĩ tính toán đời sau có thọ tội phước quả báo, cũng chẳng có tưởng nghĩ ai thọ tôi giáo hóa. Chỉ quán pháp giới, chúng sinh giới, pháp không bờ mé, pháp không, pháp chẳng chỗ có, pháp không tướng, pháp không thể, pháp không xứ sở, pháp không nương tựa, pháp không làm. Bồ Tát chỉ quan sát tất cả pháp giới, tất cả chúng sinh giới, chỗ làm đều chẳng có bờ mé, làm xong thì chẳng còn nữa. Đây là pháp không, viên mãn bồ đề, quy về không chỗ được. Đây là pháp chẳng có, cũng chẳng có một tướng, cũng chẳng có một thể, cũng chẳng có một xứ sở, cũng chẳng có nương tựa, cũng chẳng có ai làm công đức. Khi quán như vậy, thì Bồ Tát chẳng thấy thân mình, chẳng thấy vật thí, chẳng thấy kẻ nhận, chẳng thấy ruộng phước, chẳng thấy nghiệp, chẳng thấy báo, chẳng thấy quả, chẳng thấy quả lớn, chẳng thấy quả nhỏ. Thì Bồ Tát quán tưởng như vậy, thì Ngài chẳng thấy thân của mình, lóc thịt trên thân mình bố thí cho chúng sinh, cũng chẳng thấy có vật thí, cũng chẳng thấy có ai ăn thịt của mình, cũng quán tưởng chẳng làm ruộng phước, cũng chẳng thấy sự nghiệp, cũng chẳng thấy quả báo lành, cũng chẳng thấy có quả báo tốt, cũng chẳng thấy có quả báo vui lớn, tức là được lợi ích lớn, cũng chẳng thấy được quả báo nhỏ, đắc được lợi ích nhỏ. Bây giờ,
Bồ Tát quan sát quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả chúng sinh thọ thân bỗng có liền hoại diệt. Bèn nghĩ như vậy, lạ thay chúng sinh ngu si không trí huệ, ở trong sinh tử thọ vô số thân, nguy hiểm không ngừng, chóng quy về hoại diệt, hoặc đã hoại diệt, hoặc đang hoại diệt, hoặc sẽ hoại diệt, mà không thể dùng thân không kiên cố để cầu thân kiên cố. Lúc đó Bồ Tát quán tưởng quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả chúng sinh thọ thân chẳng được thời gian bao lâu thì phần đoạn sinh tử chẳng còn nữa. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, rất lạ thay những chúng sinh này quá ngu si, chẳng có trí huệ, ở trong sinh tử luân hồi, sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh, thọ vô số thân, nguy hiểm không ngừng, rất mau chóng sẽ tan hoại tiêu diệt, hoặc đã hoại diệt, hoặc đang hoại diệt, hoặc sẽ hoại diệt. Những chúng sinh ngu si này chẳng biết dùng thân bốn đại chẳng kiên cố để tu thân kim cang bất hoại. Mục đích chúng ta tu đạo là mượn giả tu chân, mượn phàm để thành thánh nhân, tức cũng là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí, tức là chứng quả Phật, chuyển năm thức trước, mắt tai mũi lưỡi thân, thành sở tác trí, chuyển ý thức thành diệu quán sát trí, chuyển thức mạt na thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức a lại gia thành đại viên cảnh trí, tức cũng là tánh Như Lai tạng, tức cũng là đại quang minh tạng. Đại quang minh tạng này ai ai cũng đều đầy đủ, nhưng chẳng hiện ra. Tại sao? Vì vô minh vọng tưởng chấp trước, cho nên chân tâm bị che lấp, thì vọng tâm hiện ra. Có vọng tâm rồi, thì khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Vọng tâm của chúng ta giống như bát nước đục, gì cũng chẳng hiện ra. Làm thế nào để cho lắng trong? Dùng phèn trắng bỏ vào, lúc sau bụi bặm sẽ lắng xuống đáy bát, nước sẽ trong suốt như tấm gương. Đại quang minh tạng, đây tức là chân tâm. Gì là phèn trắng? Tức là giới định huệ. Do đó, sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, tu hành viên mãn thì sẽ được giải thoát. Do đó, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Tôi sẽ học hết những điều chư Phật đã học, chứng nhất thiết trí, biết tất cả pháp. Vì các chúng sinh nói pháp ba đời bình đẳng, tùy thuận vắng lặng, chẳng hoại pháp tánh, khiến cho họ vĩnh viễn được an ổn khoái lạc. Bồ Tát tu hạnh hoan hỷ nói, tôi sẽ học hết pháp mà mười phương chư Phật đã học, mới chứng được nhất thiết trí huệ, mới minh bạch tất cả Phật pháp. Vì tất cả chúng sinh nói pháp môn ba đời bình đẳng, nghĩa là tùy thuận pháp vắng lặng, pháp chẳng hoại pháp tánh, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn đắc được an ổn và khoái lạc. Phật tử, đó gọi là hạnh hoan hỷ thứ nhất của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đây tức là hạnh hoan hỷ thứ nhất của Đại Bồ Tát tu hành. Phật tử, những gì là hạnh nhiều ích của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát cùng Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Gì là hạnh nhiều ích của Đại Bồ Tát tu hành? Bồ Tát cùng Đức Lâm tự đề ra vấn đề này, rồi tự mình trả lời vấn đề này. Hạnh nhiều ích, tức là pháp môn trì giới. Giới có ba tụ tịnh giới. Một, nhiếp luật nghi giới. Cử chỉ hành động của người xuất gia đều phải có quy tắc và pháp độ. Do đó 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh, tức cũng là đi đứng nằm ngồi, phải nghiêm kính oai nghi, tự hảo không phạm. 2. Nhiếp thiện pháp giới. Thiện pháp tức là làm các điều lành, không làm các điều ác. Những việc làm của người xuất gia đều hợp với giới luật, tức là nhiếp thiện pháp. Đối với chúng sinh phải tuyên nói thiện pháp, tránh chi tránh kiến, không được nói bậy bạ, tất cả các pháp ác, tà chi tà kiến. 3. Nhiếp tất cả chúng sinh giới. Lại là nhiêu ích hữu tình giới, tức là nhiếp thọ tất cả chúng sinh, lợi lạc tất cả chúng sinh. Nhiếp luật nghi giới là thuộc về thân nghiệp thanh tịnh. Nhiếp thiện pháp giới là thuộc về miệng nghiệp thanh tịnh. Nhiếp tất cả chúng sinh giới là thuộc về ý nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì sinh giới định huệ ba học vô lậu, có kiếm kim cang giới định huệ rồi thì sẽ chặt đứt tham sân si ba độc. Nhiếp luật nghi giới lại có thể nói là giới, nhiếp thiện pháp giới lại có thể nói là định, nhiếp tất cả chúng sinh giới lại có thể nói là huệ. Hãy giữ tất cả tịnh giới thì hay tiêu diệt được tham độc, hay tu tất cả pháp lành thì hay tiêu diệt được sân độc, hay độ tất cả chúng sinh thì hay tiêu diệt được si độc. Bồ Tát này hộ trì tịnh giới,
nơi sắc thành hưởng vị xúc, tâm chẳng chấp trước. Cũng vì chúng sinh trên nói như vậy, chẳng cầu oai đức thế lực, chẳng cầu chủng tộc, chẳng cầu giàu có, chẳng cầu sắc tướng, chẳng cầu ngôi vua, tất cả như vậy đều chẳng chấp trước. Bồ Tát tu hành hạnh hoan hỷ, ngài hộ trì ba tụ tịnh giới. Đối với cảnh giới sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, năm dục này, trong tâm chẳng nhiễm trước. Vị Bồ Tát này chẳng nhiễm năm dục, tự mình chẳng bị cảnh giới năm dục làm lay chuyển. Ngài lại đối với chúng sinh tuyên nói pháp này, khiến cho tất cả chúng sinh cũng chẳng nhiễm pháp năm dục, khiến cho họ chuyển được cảnh giới năm dục. Vị Bồ Tát này tu hạnh nhiều ích, chẳng phải vì cầu có thế lực lớn, oai đức lớn, cũng chẳng phải vì cầu sinh vào trong nhà quý tộc, cũng chẳng phải vì cầu quả báo giàu có, cũng chẳng phải vì cầu sắc tướng viên mãn, càng chẳng phải vì cầu làm ông vua. Những cảnh giới như vậy, tâm Bồ Tát chẳng chấp trước, càng chẳng bị những cảnh giới này làm lay chuyển. Chỉ kiên trì tịnh giới, bèn nghĩ như vậy: tôi giữ tịnh giới thì phải bỏ lìa tất cả ràng buộc, tham cầu nhiệt não, các nạn bức bách, hủy báng loạn trược, mới đắc được chánh pháp bình đẳng mà Phật khen ngợi. Bồ Tát tu hạnh nhiều ích, ngài kiên cố hộ trì tịnh giới mà nghĩ như vậy: tôi thọ trì giới báu quang minh thành tịnh thì phải xả bỏ lìa khỏi tất cả ràng buộc. Chẳng những phải bỏ lìa ràng buộc, mà còn phải bỏ lìa tham cầu nhiệt não, lại phải bỏ lìa hủy báng loạn trược. Hay tu hành như vậy thì đắc được chư Phật khen ngợi, chứng được chánh pháp nhãn tạng, đắc được giải thoát. Hạnh thứ nhất là hạnh hoan hỷ, Bồ Tát sinh vào trong nhà giàu có, bố thí đủ thứ. Hạnh thứ hai là hạnh nhiều ích, Bồ Tát tu hạnh này thì chẳng cầu giàu có, chẳng cầu sắc tướng, chẳng cầu ngôi vua. Lúc này có người sinh hoài nghi, tại sao khi Bồ Tát tu hạnh hoan hỷ thì muốn sinh vào trong gia đình giàu có? Tại sao khi Bồ Tát tu hạnh nhiều ích thì lại không muốn sinh vào trong gia đình giàu có? Đây là đạo lý gì? Đạo lý này rất đơn giản, dễ khiến cho người minh bạch. Bồ Tát sinh vào trong gia đình giàu có là vì bố thí tất cả mà không tham sẻn, thậm chí tánh mạng của mình cũng chịu bố thí. Nếu chẳng sinh vào trong nhà giàu có thì cũng lợi ích chúng sinh, tuy nhiên không thể bố thí tài, chỉ bố thí pháp. Tự mình vẫn tu trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, năm ba la mật này. Tu đến lúc viên mãn sẽ thành tựu, có thể vì chúng sinh giảng kinh thuyết pháp. Pháp thí này càng trọng yếu hơn bố thí tài. Do đó, trong các sự bố thí pháp là hơn hết. Phật tử, khi Bồ Tát giữ tịnh giới như vậy, giả sử trong một ngày có vô số trăm ngàn ước na do tha các đại ác ma đến chỗ Bồ Tát, mỗi đại ác ma đem theo vô lượng vô số trăm ngàn ước na do tha thiên nữ, đều khéo hành phương tiện nơi năm dục, đoan tránh xinh đẹp, huỳnh đạo mê hoặc lòng người, cầm mang đủ thứ đồ chơi chân quý, muốn đến mê hoặc dẫn dụ đạo tâm của Bồ Tát, đệ tử của Phật. Khi Bồ Tát giữ hướng tịnh giới, đức cũng là kiên cố không thay đổi, thọ trì giới báu quang minh thanh tịnh. Một ngày nọ, giả sử có vô lượng vô số trong ngàn ước na do tha đại ác ma cùng nhau đến chỗ ở của Bồ Tát tu hạnh nhiều ích, mỗi đại ác ma lại xuất lãnh vô lượng vô số trăm ngàn ước na do tha thiên nữ ma nữ khéo cả múa. Đối với sắc thanh hương vị xúc năm dục đều có sở trường biểu diễn tinh xảo, tướng mạo của các ma nữ đó rất đoan chánh, xinh đẹp mỹ lệ, khiến cho người thấy ý loạn, tỉnh mê, thần hồn điên đảo. Mỗi vị ma nữ trong tay cầm đồ chơi chân quý khác nhau, năm quang mười sắc, sáng lạn chói mắt, khiến cho mắt người loa. Mục đích chúng đến chỗ Bồ Tát là dùng sắc đẹp để dẫn dụ, dùng đồ chơi chân quý mê hoặc, khiến cho Bồ Tát giữ tịnh giới chẳng có định lực, thì tâm Bồ Tát bị dao động, do đó mà mất đi đạo nghiệp. Bây giờ Bồ Tát bèn nghĩ như vậy: năm dục này là pháp chướng ngại đạo, cho đến chướng ngại vô thượng Bồ Đề, cho nên không sinh một niệm dục tưởng, tâm thanh tịnh như Phật, chỉ trừ phương tiện giáo hóa chúng sinh mà chẳng xả bỏ nơi tất cả tâm trí huệ. Lúc đó Bồ Tát phải quán tưởng sắc thanh hương vị xúc năm dục này, hoặc quán tưởng tài sắc danh ăn ngủ năm dục này, đều là pháp chướng ngại sự tu đạo. Nếu an trụ vào năm dục thì sẽ chướng ngại giác đạo vô thượng Bồ Đề. Vì vậy cho nên Bồ Tát chẳng sinh một niệm dục vọng.
Do đó chẳng bị sắc đẹp của ma nữ làm dao động, trong tâm thanh tịnh chẳng có tham dục giống như Phật, như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Nếu như dùng pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh đó thì khác. Tuy nhiên ở trong năm dục giáo hóa chúng sinh, nhưng chẳng xả bỏ nơi tâm tất cả trí huệ, tức cũng là chẳng điên đảo. Phật tử, vì Bồ Tát chẳng dùng nhân duyên tham dục não hại tất cả chúng sinh, thà bỏ thân mạng quyết không làm việc não hại chúng sinh. Bồ Tát từ khi được thấy Phật đến nay chưa từng sinh ra một niệm dục tưởng hào hứng là làm, hoặc nếu là làm thì không có việc đó. Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát tu hạnh nhiều ích, không dùng nhân duyên tham dục mà khiến cho tất cả chúng sinh phiền não. Bồ Tát thà bỏ thân mạng quyết không làm việc não hại chúng sinh. Bồ Tát từ khi được thấy Phật cho đến nay tâm chưa từng sinh ra một niệm dục tưởng hào hứng là làm, càng không thể được. Giả sử đi làm việc năm dục thì không có lẽ đó, Ngài tuyệt đối chẳng làm. Bấy giờ Bồ Tát bèn nghĩ như vậy. Tất cả chúng sinh ở trong đêm dài tưởng nghĩ năm dục, hướng về năm dục, tham trước năm dục, tâm họ quyết định đàm nhiễm chìm đắm, lưu truyền theo năm dục nên chẳng được tự tại. Lúc đó Bồ Tát bèn nghĩ như vậy. Hết thảy tất cả chúng sinh ở trong đêm tối mê mang, luôn luôn suy nghĩ về thú vui năm dục, chỗ hướng về cũng là năm dục, chỗ tham trước cũng là năm dục, tâm họ quyết định đam mê mà chìm đắm trong năm dục, trôi nổi theo cảnh giới năm dục, cho nên chẳng được tự tại. Này tôi phải khiến cho những con ma này và các thiền nữ cùng tất cả chúng sinh trụ nơi giới vô thượng, trụ vào tịnh giới rồi thì nơi nhất thiết trí tâm chẳng thối chuyển, sẽ đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến vào nơi vô dư niết bàn. Bồ Tát Công Đức Lâm nói: Hiện tại tôi phải nghĩ biện pháp khiến cho những con ma này và tất cả thiên nữ cùng tất cả chúng sinh trụ nơi giới báu quang minh vô thượng, trụ nơi giới thanh tịnh rồi thì đối với nhất thiết trí huệ vĩnh viễn chẳng thối chuyển, mới chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến vào nơi vô dư niết bàn. Tại sao? Vì đây là sự nghiệp tôi phải làm, phải tu học theo chư Phật như vậy. Tu học như vậy rồi thì lìa khỏi các hạnh ác, chấp ngã vô tri, dùng trí huệ và nơi tất cả Phật pháp thì chúng sinh dễ nói, khiến cho họ giết trừ điên đảo. Tại sao vậy? Lại phải giáo hóa chúng sinh, lại phải độ thoát chúng sinh. Vì Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, phải làm sự nghiệp này, phải thường theo chư Phật học pháp môn, chẳng có dục niệm. Tu học như vậy rồi thì sẽ lìa khỏi tất cả hạnh ác. Vì trước kia chẳng có trí huệ, cho nên không thể vào được trong tất cả Phật pháp. Hiện tại dùng trí huệ mà vào Phật pháp, vì chúng sinh dễ nói tất cả Phật pháp, khiến cho họ lìa khỏi điên đảo vọng tưởng. Biết rõ chẳng lìa chúng sinh có điên đảo, chẳng lìa điên đảo có chúng sinh, chẳng ở trong điên đảo có chúng sinh, chẳng ở trong chúng sinh có điên đảo, cũng chẳng phải điên đảo là chúng sinh, cũng chẳng phải chúng sinh là điên đảo. Điên đảo chẳng phải pháp ở trong, điên đảo chẳng phải pháp ở ngoài. Chúng sinh chẳng phải pháp ở trong, chúng sinh chẳng phải pháp ở ngoài. Phải biết chẳng phải lìa khỏi chúng sinh có điên đảo, cũng chẳng phải lìa khỏi điên đảo có chúng sinh. Đây là chẳng tức chẳng lìa. Vì có chúng sinh cho nên có điên đảo, vì có điên đảo cho nên có chúng sinh. Vốn là không, chẳng phải ở trong điên đảo có chúng sinh, cũng chẳng phải ở trong chúng sinh có điên đảo. Đều là nương tựa mà khởi tánh, biến kế chấp tánh, sở chấp trước mà thị hiện chúng sinh. Tức là nương mà khởi tánh, điên đảo tức là biến kế chấp tánh, nhìn lại tựa như có, thực tế đều là không. Cũng chẳng phải điên đảo tức là chúng sinh, cũng chẳng phải chúng sinh tức là điên đảo, đây đều là hư vọng. Điên đảo là một thứ cảnh giới, cũng chẳng thuộc về pháp ở trong, cũng chẳng thuộc về pháp ở ngoài. Vì điên đảo chẳng phải chân chánh có, cho nên bên ngoài cũng chẳng có. Nếu bên ngoài có thì phải thường có điên đảo. Chúng sinh cũng chẳng phải pháp bên trong, chúng sinh cũng chẳng phải pháp bên ngoài. Tất cả các pháp đều hư vọng, không thật, khởi mau diệt mau, chẳng có bền vững, như mộng như bóng, như huyễn như hóa, lừa dối mê hoặc kẻ ngu. Người hiểu như vậy liền giác ngộ tất cả các hạnh, thông đạt sinh tử,
cùng với niết bàn chứng Phật Bồ Đề. Tại sao phải nói như vậy? Vì tất cả các pháp đều là hư vọng không thật, cho nên đừng chấp trước. Nó chẳng có thật thể, sinh mau diệt cũng mau, nó chẳng bền vững bất biến, mà là giống như cây nằm mộng